Đây là thành quả của cả buổi chiều hôm nay của mình. Đây nên đây nha, để mình khoe thành quả nha. Đây là quả đu đủ nhưng mà mình hái trên cây xuống, mình không bắt được, thế nó bị bẹp mất. Hai quả đu đủ này. Đây. Một bó hoa thật là xinh. Một quả dưa vàng. Ô. Lăn mất. Bốn bắp ngô. Và ba quả dưa lê. Bây giờ mình gọt dưa lê ăn luôn mới được. Ôi hôm nay nóng lắm nhưng mà bây giờ cái thành ăn thành quả của mình thật là sướng luôn này, ăn tại vườn nha. Ủa. Thơm thế. Ui. Khát nước quá. Ui. Ngọt dã man luôn. Xuống quá. Em ơi, mình thích cái cảm giác này dã man luôn này. Xung quanh thì toàn màu xanh, còn mình thì một đống màu vàng ở đây. Em ơi, cái cảm giác về farm vui ơi là vui ý. Được hòa mình vào thiên nhiên, hái quả này ăn tận vườn luôn, mà cái cảm giác nó trọn vị thế không biết. Đúng là không bao giờ mình quên được cái cảm giác mà ăn cái miếng dưa cái lúc mà nóng ơi là nóng như thế này. Bây giờ mình phải xử cái quả dưa hấu này mới được. Ủa to thế. Thế nào. Rồi. Đấy. Đây là màu da cam nhá. Quá là ngon luôn. Ui, hoa quả pha mình đúng không? Quá là ngon. Thực sự là Minh Trang rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người. Hôm nay thời tiết khá là nắng nóng, mọi người đi làm thì Minh Trang cảm thấy là rất là biết ơn và cảm thấy là trân trọng những cái hoa quả đồ ăn của mình. Và khi mà Minh Trang cầm trên tay những cái thành phẩm này thì Minh Trang cảm thấy là rất là vô cùng biết ơn những người đồng đội của Minh Trang. Và cảm ơn Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, cảm ơn IRRD Farm đã tạo ra những cái sản phẩm thực sự là chất lượng và sạch đến tay người tiêu dùng. Và bản thân mình khi mà mình ăn những cái sản phẩm này, mình cũng cảm thấy được, cảm nhận được những tình yêu, cảm nhận được sự tâm huyết và trách nhiệm của những con người ở IRRD Farm.